Bốn siêu anh hùng sống trong ngôi làng Baby Bruce, họ là Kiki, Mio Mio, Momo, Momo. Một ngày nọ, những vị vua ác độc bỗng dưng xuất hiện và có ý đồ phá hủy ngôi làng Baby Bruce. Những siêu anh hùng dũng cảm sử dụng sức mạnh siêu nhiên của họ để chiến đấu chống lại các vị vua ác độc và giữ gìn sự yên bình của ngôi làng Baby Bruce. Xin chào, tôi là siêu anh hùng Kiki, tôi luôn luôn sẵn sàng đánh bại các vị vua ác độc. Bíp bíp. Bùn chảy ra từ con quái vật bùn này thật là bẩn thỉu. Thành phố Ululu kêu gọi sự trợ giúp. Chào một siêu anh hùng để làm đội trưởng biệt đội của bạn. Tôi là siêu anh hùng Momo, tôi có thể phục hồi sự sống bằng phép thuật tự nhiên của mình. Baby Bruce, biệt đội siêu anh hùng đang khởi hành. Chú ý, bạn đã đi vào vương quốc của những vị vua ác độc, chuẩn bị chiến đấu. Baby Bruce, năng lượng bay, bay lên bầu trời. Hay da da, vung độc.
Virus tấn công tự nhiên. Hayaya, vung động. Baby Boss tấn công tự nhiên. Hayaya, vung động. Baby Boss tấn công tự nhiên. Hayaya, tấn công bằng bùn. Tấn công tự nhiên. Hai dây dạ, tấn công bằng nguồn. Ôi không, siêu anh hùng của bạn đã bị vị vua ác độc đánh trúng. Hãy đi thu thập thêm năng lượng bay để tiếp tục chiến đấu. Hai dây dạ, tấn công bằng nguồn. Tấn công tự nhiên. Hai dây dạ, tấn công bằng nguồn. Baby Boss tấn công tự nhiên. Hai dây dạ, vung động. Baby Boss tấn công tự nhiên. Hai dây dạ, vung động. Baby Boss tấn công tự nhiên. Hai dây dạ, vung động. Tấn công tự nhiên. Bây giờ ngươi đã được chứng kiến sức mạnh thật sự của thiên nhiên rồi đấy. Baby Boss dùng năng lượng tấn công. Baby Boss đại bát lửa. Baby Boss tấn công bằng trí lực.